Quý Phật tử thân mến, người thực sự cao quý sẽ không cố ý làm ra dáng vẻ cao quý, mà biết cách hạ thấp mình. Khi ở đỉnh cao quy hoàng thì không khoe khoang, khi trong cảnh khốn cùng cực khổ thì không khúm núm hạ mình. Người thực sự cao quý giống như đám mây, khi đến, khi đi đều không để lại dấu vết, luôn nắm bắt được ánh nắng trong sâu thẳm tâm hồn của mình, cho dù đó là vào ngày mưa. Kính mời quý Phật tử và các bạn nghe nội dung này qua câu chuyện Cả đời tranh biện không bằng một phút im lặng tĩnh tâm. Phàm làm việc gì cũng cần phải tĩnh, tĩnh lặng đến, tĩnh lặng đi, lặng lẽ nỗ lực, lặng lẽ thu hoạch, kiên kỵ làm ồn. Khí chất cao quý thực sự của một người không phải là toàn thân toát ra châu báu, mà là nội tâm có ánh quang, cơ thể có năng lượng thuần chính tích cực. Tâm an tĩnh, con người sẽ trở nên cao quý. Điều đáng giá nhất của một con người chính là sở hữu tinh thần cao quý này. Tĩnh là một phương thức sống đạm bạc danh lợi, thuận theo tự nhiên. Con người ai cũng có dục vọng, cũng có nhiều sự tình và tình cảm không buông bỏ được. Người ôm quá nhiều dục vọng, vĩnh viễn sẽ không hiểu được hạnh phúc chân chính là gì. Hôm nay kiếm được 100 triệu, ngày mai lại mơ tưởng kiếm được 200 triệu đồng. Sở hữu càng nhiều, tâm hồn càng mệt mỏi, như một tảng đá đè nặng lên tâm hồn của mình. Hổn hển thở, không giây phút nào được thảnh thơi. Để đeo đủ danh vọng, thành công, cần phải đạt được vị trí cao hơn, phải cạnh tranh khốc liệt với người. Theo đuổi tiền bạc, đòi hỏi phải nghĩ ra nhiều cách đầu tư hơn, tìm kiếm phương thức kiếm lợi nhuận khổng lồ. Tất cả mọi sự đeo đuổi, truy cầu đều gây ra phản tác dụng. Người có địa vị không phải là người được vị trí cao, mà là người có được sự tôn trọng của người khác. Người giàu có không phải là người vàng bạc đầy mình, mà là người biết đủ, biết mãn nguyện. Hãy trân trọng những gì bản thân đang có, theo đuổi ước mơ tùy theo khả năng của bản thân. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, được mất trên thế gian đó là chuyện thường tình. Bất kể bạn có nhiều tiền đi chăng nữa, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ hạnh phúc. Chỉ khi học cách buông bỏ dục vọng, sống một cuộc sống đơn giản, yên tĩnh trong tâm, niềm vui sẽ đến. Tĩnh là một loại phúc khí, tâm an là may mắn. Có một chàng trai, bởi vì cha mẹ ly hôn nên mỗi ngày đều cảm thấy rất buồn chán, thường mượn rượu giải sầu. Có một ngày nọ, anh uống say rồi mới phát hiện ra trong túi mình không còn xu nào, không thể nào bắt xe về được. Trong lúc nửa say nửa tỉnh, anh bước vào một đường hầm và đổ gục xuống rồi ngủ liệt. Sáng hôm sau, một bé gái bước đến nói: "Chú này thật đáng thương quá." Nói xong, bé gái cho anh 50 ngàn. Anh thanh niên này cảm động, nước mắt giàn giụa, chợt nhận ra rằng, thì ra, thế giới này không quá lạnh lẽo vô tình, vẫn còn có những người quan tâm đến mình. Từ đó, anh thanh niên này rời xa rượu, nỗ lực làm việc kiếm tiền. Sau này anh còn mua được nhà và có được một gia đình nhỏ hạnh phúc. Một người, nếu trong tâm có phúc khí, thì ở đâu cũng ngập tràn hạnh phúc. Trong tâm luôn tồn tại những điều tốt đẹp, thế giới xung quanh cũng sẽ luôn tốt đẹp như vậy. Tướng do tâm sinh, nhân quả là có thật. Khi tĩnh tâm xuống, dừng lại những bước chân vội vã, bạn sẽ phát hiện ra rằng tất cả những điều tốt đẹp bạn đã từng bỏ lỡ sẽ trở về bên bạn. Tĩnh là một loại trí tuệ, có thể bất biến giữa dòng đời vạn biến. Khi gặp một sự cố xảy ra không như ý, bạn càng điềm tĩnh bao nhiêu, bạn có thể nghĩ ra nhiều cách giải quyết. Trong mọi chuyện, cách giải quyết vấn đề luôn nhiều hơn những khó khăn bạn đang gặp phải. Bởi vậy, nên đừng tỏ ra quá lo lắng. Những người có thể bình tĩnh trong mọi việc
tưởng như bất động, nhưng kỳ thực họ đang vận dụng đầy đủ trí tuệ vô hạn của mình để tìm lối thoát cho cuộc đời và tìm cách biến khó khăn thành cơ hội. Có thể người đó không có được biện pháp cực kỳ sáng suốt, nhưng người đó giống như một người leo núi, kiên trì từng bước lên dốc, thì cũng có thể lên đến đỉnh cao của cuộc đời, cũng có thể vượt qua tất cả các kiếp nạn. Người đi chậm, trái lại càng dễ đến mục tiêu, bởi vì họ bước đi chắc chắn, mỗi bước đều thông dong, đều trong tầm kiểm soát. Đừng vội vàng hấp tấp, thời gian sẽ có câu trả lời thỏa đáng nhất cho bạn, cũng sẽ thành tựu. Chúng ta trở thành người nỗ lực không ngừng nghỉ. Tỉnh là biểu hiện của sự thiện lương, có lợi cho vạn vật mà không tranh. Cơn mưa tốt biết thời tiết, đến mùa xuân mới mưa, theo cơn gió đi vào đêm tối, tưới cho vạn vật tốt tươi mà vẫn lặng lẽ. Những cơn mưa xuân tí tách, rơi trên bụi cỏ, tưới lên khóm hoa, từ đó khiến cả thế giới thay màu đổi sắc, tươi đẹp. Nhưng mưa xuân không cần bất kỳ sự báo đáp nào. Người kiên trì giúp đỡ người khác mà không cầu hư danh, không cần người ta báo đáp, tinh thần này là đáng quý nhất. Tất cả những bố thí từ thiện tạo thanh thế đều là giả tạo. Một khi bị vạch trần thì đó chính là trọt cười cho thiên hạ. Là một người yên tĩnh, giống như trận mưa xuân lặng lẽ, dùng sinh mệnh để tưới cho vạn vật tốt tươi. Mưa qua đi thì trời nắng, chẳng ai thấy giọt mưa nào. Nhưng không khí trở nên tươi mới, trong lành, con người cũng trở nên trong sạch, sáng suốt. Thí dụ, một người hoàn toàn không quen biết mắc trọng bệnh, bạn gửi cho người đó ít tiền. Tuy người đó không biết bạn là ai, nhưng sau đó họ chuyển lời cảm ơn. Khi bạn nghe được lời này, bạn biết là người bệnh đó đã khá lên rồi. Bạn sẽ cảm thấy ấm áp, tinh thần bạn sẽ trở nên rất vui vẻ, hạnh phúc. Yên tĩnh, lặng lẽ giúp người. Dẫu không có ai tán thưởng, nhưng nhất định đó là cao quý. Sự cao quý này ở trong khí chất, trong cốt lõi con người. Chuyện xưa kể lại rằng, một lần khi Khổng Tử đang nghỉ trưa thì nghe thấy tiếng cãi nhau ôm sòm bên ngoài. Từ cổng, học trò của Khổng Tử khi đó đang tranh cãi với một người về vấn đề là một năm có 3 hay là 4 mùa. Cả hai không ai chịu nhường ai. Tranh cãi tới cùng đến mức tía tai đỏ mặt. Tử Cống cho rằng một năm có 4 mùa. Nói người còn lại ngang ngược. Người còn lại kiên quyết rằng một năm chỉ có 3 mùa, nói Tử Cống ăn nói linh tinh. Khổng Tử nghe xong, đi từ phòng nghỉ ra. Tử Cống bức xúc muốn nhờ thầy nói lý hộ mình. Vậy nhưng Khổng Tử bất ngờ phán, một năm chỉ có 3 mùa. Người kia nghe xong vui vẻ hành lễ với Khổng Tử, rồi cười đắc ý ra về. Tử Cống tuổi thân, rõ ràng là hắn ta sai, nhưng sao sư phụ lại đứng về phía hắn? Khổng Tử đáp rằng, châu chấu nơi đồng ruộng sinh ra vào mùa xuân, chết vào mùa thu, thì làm sao thấy được mùa đông? Tranh cãi với người vô năng, há chẳng phải cực kỳ vô ích hay sao? Tranh cãi với những người như vậy là ngốc, sai không ở đối phương mà là do mình hồ đồ. Gặp tiểu nhân phải tinh khôn, nói chuyện với người không cùng đẳng cấp với mình. Không tranh cãi đó là trí tuệ. Ở đời chân lý, những điều đúng đắn tuy cần giữ vững trong tâm, nhưng không nên tranh biện. Khi bị chỉ trích hay là hiểu lầm, chúng ta không cần phải quá mất công cố đi giải thích hay là biện luận. Tốt hơn là lùi một bước biển rộng trời trong và dùng tâm thái bình hòa để đối đãi. Còn người luôn tranh giành cãi lý thì tâm tình sẽ ngày càng trở nên phiền muộn khó chịu. Lâu dần, người tranh lý sẽ từ tâm mà sinh ra trăm bệnh. Trái lại, người không tranh, tâm tình trong sạch, tỉnh tại thì thể xác và tinh thần đều yên vui. Người xưa có câu quân tử chỉ sợ vô đạo, chứ không nghèo khó. Chỉ sợ mất đi chuẩn tắc làm người,
chứ không chấp được mất vào thắng thua. Thay vì lấy ác trị ác, chi bằng lấy thiện cảm hóa nhân tâm, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Một người nếu mà lời nói và hành động đều thiện lương thì nhất định sẽ khiến người cảm phục. Quả đúng là thế gian chìm đắm trong muộn phiền, tranh danh đoạt lợi chẳng tiếc thương. Nước cuộn sóng trào vì lời nói, bình tâm yên lặng chốn an yên. Khi lắng lòng tỉnh lại, cái tâm này chẳng còn muốn đương đầu với sóng gió. Bởi tâm yên tĩnh nên mới có thể trở về với chính mình, sắp xếp cuộc sống, xem sách, uống trà, ngắm hoa, tỉa lá, dành thời gian cho bản thân. Những tháng năm phía trước chẳng lâu dài, thiện đãi bản thân mới là quan trọng nhất. Hãy chọn lối sống tối giản, tư duy đơn giản và thiện lương, để mỗi sớm mai thức dậy, nhìn ánh bình minh và nghe tiếng chim hót, trong lòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tỉnh là một loại cảnh giới, được hay mất cũng thông dong. Một lão hòa thượng dẫn một tiểu hòa thượng đi dân du quá duyên. Một người hảo tâm cho họ một lạng bạc. Tiểu hòa thượng vui mừng lắm, cầm lấy nén bạc, yêu thích không rời tay. Khi đi đò qua sông, tiểu hòa thượng lỡ tay đánh rơi nén bạc xuống sông. Mất bạc rồi, tiểu hòa thượng đau lòng lắm. Lão hòa thượng hỏi, tại sao con lại đau lòng đến như thế này? Tiểu hòa thượng nói, con đánh mất bạc rồi. Lão hòa thượng nói, nén bạc đó vốn không phải của con mà. Tiểu hòa thượng chợt ngộ ra, vui vẻ cười. Những thứ không thuộc về mình thì cho dù có được nó trong tay thì cũng sẽ mất đi. Vật chất cũng vậy, tình cảm cũng vậy, đều như nhau cả. Chỉ có coi nhẹ thì mới hạnh phúc được. Đời người vốn là khách qua đường, tất cả những gì có được cũng chỉ là khói mây bay qua trước mắt. Nếu quá coi trọng nó, chú ý đến nó thì thực tế đang làm khó cho chính mình. Có được thì có mất, đó chính là cuộc sống chân thực. Không tính toán so đo thì cuộc đời mới rộng mở thoáng đạt. Khi chúng ta tĩnh tâm lại, chúng ta không những lĩnh ngộ được ý nghĩa của kiếp nhân sinh, mà còn nghe được những âm thanh của hoa nở, của tiếng reo vui trong tâm hồn. Đó mới chính là cảnh giới đích thực mà chúng ta truy cầu. Con người sống giữa dòng chảy của cuộc đời như một tảng đá sừng sững, gồng mình lên chống chọi với bão táp phong ba. Đời xô đẩy rồi vùi dập, đời nâng lên rồi lại đạp xuống tận sâu. Trải qua biết bao thăng trầm, nếu cứ để dòng đời nhào nặng thì chắc rằng ta chẳng còn là ta. Cho nên, chúng ta cần phải tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Sức khỏe và bệnh tật là những trải nghiệm thông thường của kiếp sống con người, là mối quan tâm đặc biệt của tôn giáo. Trong mỗi xã hội, trên mỗi chặng đường lịch sử, tôn giáo đều hướng đến giá trị của an lạc và sức khỏe, xem đây là điều tiên quyết để có một cuộc sống ý nghĩa. Tôn giáo cũng đưa ra những phương tiện và giải pháp để giúp cho mọi người có sức khỏe tốt, có khả năng chống chọi với bệnh tật, hóa giải nỗi khổ niềm đau một cách có sáng tạo. Nhiều người đồng ý rằng mạnh khỏe và an lạc không có nghĩa đơn giản là vắng mặt khổ đau hoặc ít đi sự bất toàn, giảm bệnh tật và chết chóc, mà mạnh khỏe và an lạc còn có ý nghĩa tích cực hơn những điều vừa nêu. Đến nay, vẫn còn nhiều tranh cãi về nghĩa tích cực của khái niệm sức khỏe. Trong bài viết ngắn này, chúng ta bàn về sức khỏe và bệnh tật theo quan điểm của Đạo Phật. Nói chung, Đạo Phật đã trải qua hơn 2.500 năm lịch sử gắn liền với y học, cả phương diện lý thuyết lẫn thực hành. Là một tôn giáo sống động, giáo lý Phật giáo ảnh hưởng nhiều đến cách nghĩ, cách làm của người Phật tử đối với vấn đề sống và chết. Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến,
Sau đây là bài đọc của chúng tôi qua lời Phật dạy về cách làm chủ bệnh để mọi người cùng lắng nghe và tham khảo. Bài đọc có tên Lời Phật dạy phương pháp làm chủ bệnh. Trong nhiều bài kinh, chúng ta cũng thường thấy hình ảnh Đức Phật bị bệnh tật, bị thọ bệnh. Đúng vậy, đã có thân thì phải có bệnh. Vậy bệnh từ đâu đến? Đức Phật dạy, bệnh tật cũng do nhân quả sinh ra, do nghiệp lực tác thành. Sau khi đọc qua bài kinh Miếng Đá Dụng, chúng ta sẽ thấy được một hình ảnh mô tả rất cụ thể và sinh động về một sự việc xảy ra khi chân của Thế Tôn bị một miếng đá bể đâm phải vào chân. Đó là một sự việc rất thường tình, rất bình thường, rất giản dị của Đức Phật trong những lúc Ngài bị những chướng ngại ác pháp của môi trường nhân quả tấn công vào sát thân vô thường. Những lần Đức Phật bị những cảm thọ trên cái thân tứ đại vô thường này, thì tâm tư của Thế Tôn không hề biểu lộ một chút sợ hãi hoặc lo lắng gì cả. Về thân thì những cảm thọ rất đau đớn khốc liệt đang hoành hành liên tục hiện hữu trên xác thân của Phật. Mà về tâm thì Thế Tôn chỉ hướng đến đó là chính niệm tỉnh giác. Chúng ta hãy xem cách thức phương pháp Đức Phật làm chủ vượt qua những cảm thọ của bệnh tật. Cảm thọ Thế Tôn mãnh liệt, thân cảm thọ khổ đau, nhói đau nhức nhói khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú. Nhưng Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không phiền não. Phương pháp mà Đức Phật làm chủ bệnh, vượt qua bệnh tật, đó là Phật chỉ dùng phương pháp chánh niệm tỉnh giác. Trên thân này, dù cảm thọ đau đớn khốc liệt đến đâu, thì Ngài vẫn không hề sợ hãi, vẫn không hề lo lắng, vẫn không hề bị tác động, vẫn không hề bị chi phối bởi những cảm giác cảm thọ đau đớn khốc liệt đang hiện hữu trên thân của Ngài. Đời sống sinh hoạt của Đức Phật rất bình thường. Hàng ngày Đức Phật vẫn sống một đời sống phạm hạnh trong sạch hoàn toàn. Sống với ba y, một bát, ngày ăn một bữa, không cất giữ tiền bạc. Đức Phật là một du tăng khất sĩ, nên không có nơi nào là chùa, tịnh xá để Ngài làm trú xứ lâu dài. Ngài thường đi du tăng từ chỗ này đến chỗ kia để đem giáo pháp giác ngộ, sự thật của khổ đau đến cho chúng sanh có đầy đủ nhân duyên tiếp nhận chánh pháp. Qua đó chúng ta cũng thấy rõ ràng sinh hoạt thường nhật của Phật rất giản dị bình thường. Cứ mỗi buổi sáng, Phật vào làng khất thực xin ăn. Khi dùng cơm xong, Ngài đi rửa bát, rồi Ngài đi kinh hành thư giãn, nghỉ ngơi để cho cái thân xả nghỉ. Đến đầu giờ buổi chiều, buổi tối, khuya, Ngài thường giảng dạy, thuyết pháp về giáo lý trung đạo như giáo lý nhân quả, giáo lý vô thường vô ngã, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ niệm xứ và bảy bồ đề phần. Ngài nói pháp giảng dạy cho các hàng đệ tử xuất gia, cư sĩ tại gia, hoặc thuyết pháp cho những ai là ngoại đạo Bà La Môn có nhu cầu muốn nghe pháp hoặc chất vấn. Cho dù có một người muốn đến thưa hỏi pháp thì Ngài vẫn thuyết pháp. Đức Phật thuyết những pháp mình đã tu tập, đã chứng ngộ từ sơ thiền, trung thiền và hậu thiền, trình bày đầy đủ ý nghĩa rõ ràng mạch lạc và nêu rõ phạm hạnh một cách trong sạch, thanh tịnh hoàn toàn. Có một hình ảnh rất giản dị đến nỗi chúng ta cảm nhận rằng Đức Thế Tôn là một người rất gần gũi và thực tế. Mỗi khi bị bệnh tật đau nhức thì Ngài trải y nằm kiết tường với tâm tư luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Rồi Thế Tôn cho trải áo tăng già lê, xếp tư lại nằm xuống phía hông bên phải như dáng điệu con sư tử, chân đặt trên chân, chánh niệm tỉnh giác. Cho dù bị đau đớn, nhức nhối cả thân,
còn tâm tư không thoải mái, không an lạc gì. Nhưng Đức Phật vẫn nằm kiết tường, chứ không nằm ngửa, nằm kiểu sấp giống như người phàm phu. Dáng điệu nằm kiết tường là một trong những oai nghi, chánh hạnh của người xuất gia. Dáng nằm kiết tường là một kiểu nằm rất kín đáo, đẹp đẽ và phù hợp với người xuất gia tu hành giải thoát. Dáng nằm này nói lên được một người đã lìa xa, buông bỏ sạch các dục vọng, tham muốn của thế gian. Đức Phật vẫn nằm kiết tường, khám nhẫn, vui vẻ và bằng lòng đón nhận cái đau đớn của thân nhân quả này. Chính nhờ hiểu được như vậy, tâm Ngài không hề phiền não, không hề sân si, không hề sầu muộn với những cảm giác đau đớn khốc liệt. Đó là cách Đức Phật làm chủ bệnh, vượt qua bệnh khổ. Nhờ vậy mà tâm tư Ngài luôn hướng về tâm giải thoát vô lậu. Tâm giải thoát vô lậu đó là tâm bất động, thanh thản và an lạc vô sự. Cho nên, Ngài lúc nào cũng thường xuyên răn dạy cho học trò của mình: vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn. Ta sống không ốm đau. Kinh Pháp Cú. Đó là một tinh thần trong sáng đầy lạc quan của Đức Phật. Lúc Ngài ốm đau, nhưng Ngài không hề phiền não, không hề sân si, nổi giận trước bệnh tật cảm thọ. Cho nên, Ngài không bao giờ sợ bệnh đến. Ngài đã hiểu tính chất vô thường, sinh diệt hợp tan của các pháp, thì có gì đâu mà Ngài lại sầu tư phiền não trước bệnh tật. Chính Ngài đã hiểu tính chất sinh diệt, các pháp tự duyên sinh, các pháp tự duyên diệt, mà cái nhân quả của các pháp là vô thường. Bệnh tật cũng là một trong những pháp vô thường, sinh diệt hợp tan. Nếu đủ duyên hợp thì bệnh đến, và nếu hết duyên hợp thì bệnh cũng đi. Do hiểu được tính chất nhân quả vô thường, hợp tan sinh diệt như vậy, tâm tư của Đức Phật không bị cảm thọ của trọng bệnh chi phối, tác động làm cho sầu ưu khổ sở, phiền hà chi cả. Còn khi Đức Phật nhìn thấy chúng sanh phàm phu đang bị bệnh hoạn, thì thân đã bị bệnh khổ sở đau đớn rồi, mà lẫn tâm của họ cũng bị sầu muộn, phiền hà bởi bệnh tật luôn. Mỗi lần chúng sanh phàm phu bị bệnh, thì tâm tư rất sợ hãi, lo lắng, đau đớn sầu muộn, thì Ngài thấy cảm thương cho họ. Cho nên, đối với người phàm phu, mỗi khi bệnh tật tai nạn hay những chuyện rủi ro đến trong cuộc sống, thì thân lẫn tâm đều bị bệnh, đều bị đau khổ cả. Còn đối với Đức Phật và các bậc thánh thì thân tuy bệnh, nhưng tâm không bị bệnh, tâm không sầu khổ. Nhờ có trí tuệ, Phật còn gọi là tri kiến giải thoát, nên các ngài luôn sống trong trạng thái giải thoát, đó là trạng thái Niết Bàn. Chúng ta hãy lắng nghe một vị thiên nói lên lời cảm hứng tán thán trước mặt Thế Tôn. Hãy xem tâm của Ngài khéo được tu tập, thiền định và giải thoát, không có nổi lên, không có chìm xuống, mọi hành động được tác thành, không có ai kích thích. Thật vậy, chính Đức Phật đã khéo nhờ sự tu tập thiền định mà Ngài đã hiểu rõ sự thật cội nguồn của chân lý về khổ, chân lý về nguyên nhân của khổ, chân lý về trạng thái diệt khổ và chân lý về con đường đưa đến sự diệt khổ. Khi tâm của Đức Phật hiểu rõ được chân lý về trạng thái diệt khổ, thì tâm tư Ngài được giải thoát, đạt được tâm thái giải thoát vô lậu, thì mới hiểu rõ một cách chân chánh, hiểu biết một cách như thật về sự thật của khổ và về sự thật nguyên nhân của khổ. Chính nhờ tâm, Ngài đã hiểu biết như thật các nguyên nhân của các cảm thọ tác động trên thân này, bởi do từ đâu sinh ra, nên tâm các Ngài hướng đến giải thoát bất động và tâm các Ngài hướng đến giải thoát vô sự mà không hề phải rên la, ta thán, quán trách
khi những cảm giác trên thân bệnh hoành hành đau đớn, khốc liệt như vậy. Những người bình thường không hiểu biết được nguyên nhân của các cảm thọ này, cho nên họ thường quán trách than trời trách đất, rồi chỉ định là do mình bị xui xẻo, bị trời đất thần linh hay một đấng tối cao nào đó trừng phạt. Vì mọi người hiểu theo một định mệnh, nên mọi người không hiểu được cái gốc thực sự của khổ. Và cái gốc sự thật, nguyên nhân của khổ này, nên con người khổ đau triền miên mãi mãi. Nếu chúng ta hiểu rõ như thật, thì sẽ không còn hành động làm khổ mình, làm khổ người, và làm khổ mọi loài chúng sinh nào cả. Chính vì thế, Đức Phật dạy hàng đệ tử và tất cả chúng sanh phải luôn luôn sống tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây là chỉ cho ba hành nghiệp, thân, khẩu và ý của chúng ta, lúc nào cũng phải sáng suốt tỉnh táo, không bị mê muội mất sáng suốt, để mỗi khi chúng ta hành động hay làm một việc gì, một điều gì, thì hành vi, hành động cũng phải tỉnh thức, sáng suốt hết. Tỉnh thức để luôn luôn sống với ý thức thiện, ý thức lành, sống với ý thức không làm tổn thương đến mình, không làm tổn thương đến người khác và không làm tổn thương đến tất cả muôn loài chúng sanh. Tình yêu thương này sẽ không còn giới hạn bởi không gian thời gian hay bởi một loài chúng sanh nào cả. Tình yêu thương này rộng lớn hơn biển cả và cao cả hơn hẳn núi non. Chúng ta thấy mỗi khi bị cảm thọ, bị trọng bệnh thì mọi người cho là do ăn uống thiếu chất, ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng nên thân bị bệnh. Đức Phật dạy rằng không có cái gì tự nhiên mà nó đến một cách ngẫu nhiên cả. Cái gì khi nó hiện hữu thì cũng có cái nguyên nhân của nó. Cho nên mỗi khi chúng ta bị bệnh nặng nhẹ tùy theo cấp độ, chúng ta đã gieo nhân thiện ác khác nhau. Sự việc xảy ra với Đức Phật bị miếng đá bể đâm phải vào chân cũng là một việc xảy ra bình thường do nhân quả nghiệp lực trong quá khứ còn sót lại. Khi đầy đủ các duyên thì nghiệp lực nhân quả này đến thôi. Nhân quả đến nên Đức Phật bị miếng đá bể đâm phải vào chân, làm cho chân Thế Tôn phải bị thương tích như vậy. Đối với đời sống sinh hoạt hàng ngày, chúng ta đừng nhầm lẫn nghĩ rằng khi các ngài đã chứng đắc quả vị Phật Thánh A-la-hán thì các ngài sẽ không còn các ác pháp tấn công, không còn bị nhân quả tác động nữa. Sự việc là nhân quả dẫn đến với các ngài, nhưng tâm của các ngài hoàn toàn không hề bị tác động chi phối, bị nô lệ bởi nó. Cho nên Đức Phật vẫn sống trong cuộc đời, trong nhân quả, nhưng không bị nhân quả, không bị cuộc đời này tác động được. Chính vì vậy mà Đức Phật và các vị Thánh A-la-hán làm chủ nhân quả và bất động bởi nhân quả. Cũng giống như hoa sen, tuy sống ở trong bùn lầy, nhưng không bị bùn lầy làm cho ô nhiễm hoa sen, mà hoa sen vẫn nở, thơm tho, hoàn toàn tinh khiết, trong sạch. Trong cuộc sống, nếu chúng ta gieo nhân vô tình, thì chúng ta sẽ gặt quả vô tình. Nếu chúng ta gieo nhân cố ý thì sẽ gặt quả cố ý. Như vậy, nhân vô tình là như thế nào? Nhân vô tình là nhân không có ác tâm, không có một sự bất thiện xen vào, như cố ý đánh đập giết hại làm cho chúng sanh bị đau khổ. Thí dụ như hàng ngày Đức Phật đi kinh hành, đi khất thực thì có lắm lúc Đức Phật đã vô tình không nhìn thấy những chúng sinh nhỏ bé như kiến, sâu, bọ, trùng, nên Đức Phật đã vô tình. Do chúng sanh quá nhỏ không nhìn thấy, dẫm đạp lên những chúng sanh này, làm cho chúng phải bị thương đau đớn trên thân. Hoặc Phật đã vô tình dẫm đạp lên những chúng sanh này, làm cho chúng phải chết. Nhân đó là nhân vô tình, thì Đức Phật mới bị miếng đá vô tình đâm phải vào chân, làm cho bị thương đau nhất. Cho nên nhân quả rất công bằng là như vậy. Dù mình có trốn lên trời, trốn xuống dưới biển, chui vào hang sâu, lánh lên núi thẳm, thì nhân quả dẫn đến không thể nào trốn thoát được.
không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Khi hình thành thân này, thì con người phàm phu hay thánh nhân đều phải chịu cái quy luật chung, đó là quy luật vô thường, sanh già bệnh chết, là một quy luật tất nhiên thường tình. Cho dù đó là Đức Phật cũng phải chịu cái quy luật vô thường này. Thường thường khi con người bị già, bị bệnh, bị đau ốm thì tâm tư đều lo lắng và sợ hãi. Cái gì đã làm nên nỗi sợ hãi và lo lắng đó mỗi khi chúng ta bị bệnh? Đó là cái tâm chấp thủ về bản thân, về tự ngã này. Cái lầm chấp trên cái thân vô thường bất tịnh này, nó luôn luôn bảo thủ và giữ gìn cái thân tứ đại này mỗi ngày. Nó sợ cái thân này nó chết, nó cứ mong muốn cái thân này trường tồn sống mãi mãi. Nó cứ mong muốn cái thân này đừng có bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Nhưng cái mong muốn ấy là cái mong muốn của sự vô minh, tà kiến, tà tư duy. Đức Phật thường dạy, thân này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì chúng ta đừng nên chấp thủ, giữ gìn, chăm sóc, bảo vệ nó nữa. Chúng ta hãy sống giống như tinh thần mà Đức Phật đã chỉ dạy, để hiểu biết sự thật của nó. Khi chúng ta đã hiểu biết, nhận chân rõ ràng sự thật của các pháp, thì chúng ta sẽ không còn thấy sợ hãi hay lo lắng mỗi khi bệnh tật. Cảm thọ tác động đến hoặc có một tai nạn rủi ro xảy ra trong cuộc sống, chúng ta hãy ứng dụng phương pháp và cách thức vượt qua bệnh khổ trên thân mà Đức Phật đã chỉ dạy, để cho thân này lẫn tâm này luôn được thanh thản và an lạc. Kinh Miếng Đá Dụng, trích lược bài kinh bản Diệt Dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại thành Dương Xá, tại vườn Nai. Lúc bấy giờ thân Thế Tôn bị miếng đá đâm phải, cảm thọ Thế Tôn mãnh liệt. Thân cảm thọ khổ đau, nhói đau, nhức nhối khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú. Nhưng Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không phiền não. Thế rồi Thế Tôn cho trải áo, tăng già lê xếp tư lại, nằm xuống phía hông bên phải, dáng điệu con sư tử, chân đặt trên chân chánh niệm tỉnh giác. Rồi 700 quần tiên Satula Bakajika, sau khi đêm đã gần mãn, giới dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên đọc lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: Sa môn Gotama thật là bậc long tượng, và với tư cách long tượng, ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, đau khổ, nhói đau, nhức nhối khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú. Ngài chánh niệm, tỉnh giác, nhẫn chịu, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: Sa môn Gotama thật là bậc sư tử, và với tư cách sư tử, ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: Sa môn Gotama thật là lương tuấn mã, và với tư cách lương tuấn mã, ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: Sa môn Gotama thật là bậc ngưu vương, và với tư cách ngưu vương, ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: Sa môn Gotama thật là bậc nhẫn nại kiên cường, và với tư cách bậc nhẫn nại kiên cường, ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: Sa môn Gotama thật là một bậc khéo điều phục, và với tư cách một bậc khéo điều phục, ngài nhẫn nhịn thân thọ khởi lên, khổ đau,
không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: hãy xem tâm của Ngài khéo được tu tập thiền định và giải thoát, không có nổi lên, không có chìm xuống, mọi hành động được tác thành, không có ai kích thích. Ai có thể nghĩ mình đi ngược lại một long tượng như vậy, một bậc sư tử như vậy, một bậc lương túng mã như vậy, một bậc ngưu vương như vậy, một bậc nhẫn nại kiên cường như vậy, một bậc nhiếp phục như vậy, trừ phi là một người mù. Các vị Bà La Môn tinh thông năm vệ đà, dầu tu tập khổ hạnh cho đến hàng trăm năm, tâm họ không có thể chân chánh được giải thoát, tự tánh quá hạ liệt, không đến bờ bên kia, bị khát ái chi phối, bị giới cấm trói buộc, dù tu tập khổ hạnh cho đến hàng trăm năm, tâm họ không có thể chân chánh được giải thoát, tự tánh quá hạ liệt, không đến bờ bên kia, ở đời không nhiếp phục, kiêu mạn cùng các dục, tâm không được an tịnh, không tu tập thiền định, ở trong rừng cô độc, nhưng tâm như phóng vật, vì ấy khó vượt khỏi sự chinh phục tử thần, nhiếp phục được kiêu mạn, khéo tu tập thiền định, tâm tư khéo an tịnh, giải thoát được viên mãn. Ở trong rừng cô độc, tâm tư không phóng dật, vì ấy khéo vượt khỏi sự chinh phục tử thần. Những lời Phật dạy về cái đẹp không chỉ là lý thuyết. Chuyện liên quan đến tướng mạo đẹp xấu sang hèn của người phụ nữ cũng vậy. Nếu phụ nữ biết nhìn nhận những điều đó, thì cả đời sẽ được an yên hạnh phúc. Thông minh xinh đẹp, học hành giỏi giang, thành đạt là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn, chứ không ai muốn mình nghèo khổ, xấu xí, khiếm khuyết cả. Tuy nhiên, nhân vô thập toàn, ngoài những người phụ nữ có dung mạo xuất thần, thì cũng có những người ngoại hình không được ưa nhìn hay có nhiều khiếm khuyết. Sau đây là lời Phật dạy về cái đẹp của phụ nữ. Thứ nhất, có bốn hạng phụ nữ tồn tại trên thế gian, gồm những ai? Theo Đức Phật, trên thế gian tồn tại bốn hạng phụ nữ. Hạng thứ nhất, xấu xí, đói nghèo và bất hạnh. Lời Phật dạy về cái đẹp trên thế gian này, có một số phụ nữ ngoại hình xấu xí, ngũ quan xiêng lệch, da dẻ sần sùi, khô cằn, tỏa mùi hôi khó chịu, lại còn sống đời nghèo nàn, đói khổ, trong thân phận tôi đòi, thấp hèn, hạ liệt, làm cho ai cũng muốn tránh xa, không muốn gần gũi. Hạng thứ hai, xấu xí nhưng lại phú quý và vinh hoa. Trên thế gian, có hạng phụ nữ tuy xấu xí nhưng lại sống đời phú quý, có danh vọng, có địa vị cao sang, lộc tài phú túc, cháu con cùng kẻ hầu người hạ đông vui thịnh mãn. Hạng thứ ba, có dung sắc xinh đẹp mỹ lệ nhưng lại bất hạnh đói nghèo. Có hạng phụ nữ có ngũ quan cân đối thẩm mỹ, duyên dáng, nhan sắc vô cùng xinh đẹp, da dẻ trắng ngà lại tỏa mùi thơm, đi đến đâu ai cũng trầm trồ tán thán chiêm ngưỡng, nhưng lại sống đời nghèo khó, thiếu cơm thiếu áo, chẳng có của cải tài sản gì, chẳng có địa vị danh tiếng gì trong xã hội. Hạng thứ tư, vừa có dung sắc xinh đẹp mỹ lệ, vừa được sống trong phú quý vinh hoa. Người phụ nữ thuộc hạng này hầu như toàn diện về ngũ quan, dung nghi và sắc đẹp mỹ lệ như trên, lại còn sống đời phú quý vinh hoa toàn mãn, về của cải tài sản toàn mãn, về lộc tài toàn mãn, về địa vị danh vọng chồng con nô bộc, thường được thế gian tôn thờ trọng vọng và chiêm ngưỡng. Thứ hai, đặc trưng tính cách và nhân quả của bốn hạng phụ nữ. Hạng thứ nhất, người phụ nữ thuộc hạng này tính nóng nảy,
dễ dàng nổi cơn lôi đình khi có ai xâm phạm đến, dù chỉ là một việc nhỏ mọn, vụn vặt, do đó thường gây thù chuốc oán với người khác. Không những thế, hạng người phụ nữ này sống ích kỷ, không tin Phật Pháp, không quan hỷ tạo phước, không bao giờ bố thí cơm nước hoa quả cho người đói khổ. Ngoài ra, tính tình họ thường hay đố kỵ đối với những người có của cải, những người có nhiều lợi lộc, người được quần chúng cung kính, mến mộ. Và họ còn làm nhiều việc sái quấy, xấu ác nữa. Lời Phật dạy về cái đẹp, số phận người phụ nữ này sẽ bị nhiều quả báo, đau khổ. Nếu do ảnh hưởng một phước lành nào đó trong quá khứ được tái sanh trở lại làm người, thì sẽ rơi vào trường hợp hạng phụ nữ thứ nhất, vừa xấu xí đói nghèo, vừa sống đời hạ liệt bất hạnh. Hạng phụ nữ thứ hai. Hạng phụ nữ này có tính tình hung hãn dữ dằn, dễ dàng nổi cơn thịnh nộ như trường hợp thứ nhất. Nhưng họ lại có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí những kẻ cơ cực đói nghèo. Hạng nữ này còn có những đức tính tốt khác là không có tâm đố kỵ với những người nhiều lợi lộc, không ganh tị với những người được tán dương khen ngợi, không tị hiềm đối với những người được sự cung kính cúng dường. Ngoài ra họ còn làm được nhiều việc đúng đắn, lành tốt. Hạng phụ nữ này sau khi lâm chung thường được sinh vào những cảnh giới tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu sanh trở lại làm người thì sẽ rơi vào trường hợp thứ hai. Tuy thân sắc xấu xí nhưng lại được cao sang, phú quý. Hạng phụ nữ thứ ba. Hạng phụ nữ này không có hoặc có ít tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa, mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn, vui tươi. Nếu ai lỡ nói lời khó nghe hay là xúc phạm, họ cũng không bất bình, không giận dữ, không phẫn nộ, chẳng bao giờ hiềm hận ai, chẳng gây thù chuốc oán với ai. Tuy nhiên, họ không có đức tin, không có tâm tạo phước điền, không bố thí những người cơ hàn đói khổ. Họ còn có tâm lý đố kỵ với nhiều lợi lộc, những người được sự tán dương khen ngợi, được sự thương yêu quý mến, đồng thời họ còn có những hành động sai quấy, xấu ác khác nữa. Hạng phụ nữ này sau khi chết, nếu như tái sanh trở lại làm người, thì họ rơi vào trường hợp thứ ba, đó là có dung nhan vô cùng xinh đẹp nhưng lại sống đời tối tăm, đói nghèo, bất hạnh. Hạng người phụ nữ thứ tư. Hạng phụ nữ này không có hoặc ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ ái, mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn. Họ có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí những kẻ cơ cực đói nghèo. Đồng thời hạng phụ nữ này còn có những đức tính tốt khác là không có tâm đố kỵ với những người nhiều lợi lộc, những người được tán dương khen ngợi, những người được sự cung kính cúng dường. Ngoài ra họ còn làm được nhiều việc đúng đắn, lành tốt khác nữa. Hạng phụ nữ này sau khi lâm chung thường sanh vào những cảnh giới tốt đẹp. Nếu sanh trở lại làm người thì họ rơi vào trường hợp thứ tư, vừa có dung sắc xinh đẹp, mỹ lệ, vừa được sống trong phú quý, vinh hoa. Thứ ba, tại sao tồn tại bốn hạng phụ nữ như vậy? Do tính tình nóng nảy hay giận dữ, nhiều sân hận, dễ chuốc oán sinh thù, mặt mày luôn cau có, mặn gắt. Chính chúng là nguyên nhân, là duyên tạo nên hạnh nghiệp, sinh ra quả báo có khuôn mặt xấu xí, ngũ quan xiên lệch, da dẻ sần sùi, tỏa mùi hôi khó chịu, khó nhìn, khó ưa. Lời Phật dạy về cái đẹp, do không có đức tin, không có dự giới, không biết bố thí, đó chính là nhân duyên, là duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả báo có đời sống cơ cực đói khổ, thiếu cơm, rách áo. Do có tâm đố kỵ, ganh ghét, tị hiềm đối với những người có địa vị, danh vọng, tài sản, đó chính là nguyên nhân, là duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả báo thấp hèn,
trong thân phận nô bộc, thị tỳ, nô lệ, dâm nữ là thang bậc hạ liệt nhất trong xã hội. Do ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng từ hòa, mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn tươi vui. Đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả báo có sắc thân xinh đẹp, da dẻ mịn màng, tỏa mùi thơm, ngũ quan cân đối, tuyệt mỹ như là hiện thân tiên nữ trên đời này. Do có đức tin, có tâm tạo phước điền, bố thí những kẻ cơ cực, đói nghèo. Đó chính là nhân duyên, là hạnh nghiệp tốt lành cho quả báo giàu sang, phú túc, thịnh mãn lộc tài. Do không có tâm đố kỵ với những người nhiều lợi lộc, không ganh tị với những người được tán dương khen ngợi, không tị hiềm đối với những người được sự cung kính cúng dường. Ngoài ra họ còn làm được nhiều việc đúng đắn, lành tốt khác nữa. Đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả báo cao sang, đạt địa vị, danh vọng tối thắng mà thế gian ai cũng kính trọng, tôn quý. Đấy chính là sáu nhân, sáu duyên, sáu hạnh nghiệp đưa đến sáu quả báo, sáu hoàn cảnh với ngũ quan, dung sắc, tài lộc, địa vị, danh vọng khác nhau. Thứ tư, bài học rút ra từ nhân quả xấu, đẹp, sang, hèn của người phụ nữ. Theo như sự phân tích giảng giải cặn kẽ chu đáo, hoàn hảo của Đức Phật, chắc hẳn ai cũng rõ ba nhân quả xấu nên loại trừ, ba nhân quả tốt nên hành theo. Vậy, để tích đức về sau, tạo phước duyên bền vững, người phụ nữ cần làm gì? Chừa bỏ tính tình nóng nảy hay giận dữ, nhiều sân hận, dễ chuốc oán sinh thù, mặt mày luôn cau có, mẫn gắt. Phải lập tâm tu tập, có ít tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa, mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn, tươi vui, để có được sắc đẹp mỹ toàn. Chừa bỏ tâm bủn xỉn, keo kiệt, sống đời đầy đủ đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí những kẻ cơ cực đói nghèo, để hưởng được giàu sang, mỹ toàn về của cải và tài sản. Không đố kỵ với người nhiều lợi lộc, không ganh ghét, tị hiềm đối với những người được sự tán dương khen ngợi, kính trọng quan hỷ với họ, để mai sau sẽ được danh vọng và địa vị cao sang. Một người phụ nữ biết tích cực trau dồi kiến thức, đạo đức sẽ trở thành người đẹp cả về bề ngoài lẫn nội tâm, nhận được sự yêu mến của mọi người. Theo lời Phật dạy, có 11 điều quý giá người phụ nữ nên thực hành để tô bồi vẻ đẹp đạo đức, tạo giá trị bền vững cho bản thân. Một số người quan niệm rằng nhan sắc là trang sức quý giá nhất của người phụ nữ, nhưng nhan sắc sẽ tàn phai theo năm tháng, bị chôn vùi bởi dòng chảy của thời gian. Vậy làm sao để khơi dậy vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ, món trang sức còn mãi với thời gian? Theo lời Phật dạy, có 11 điều quý giá mà người phụ nữ nên thực hành để tô bồi vẻ đẹp đạo đức, tạo giá trị bền vững cho bản thân. Điều thứ nhất đó là giữ vững tâm đạo nhiệt thành. Điều đầu tiên Đức Phật dạy cho người phụ nữ là giữ vững tâm mình. Ví như trên con đường tu học gian nan vất vả, tâm mình luôn vững trụ, quyết không chùn bước, thì chắc chắn sẽ gặt được quả ngọt. Thứ nhất, người nữ nên tu dưỡng làm sao cho mình có tâm đạo nhiệt thành đối với Phật Pháp. Điều thứ hai, có tâm hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi. Người phụ nữ nên sinh tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Bởi người có tâm ghê sợ tội lỗi mới biết hổ thẹn khi làm việc ác và không bị cái ác chi phối. Thứ ba là không nuôi dưỡng tâm ác độc, sân hận, oán thù. Người nữ thường nặng cái này lắm. Qua đó, người phụ nữ nên học cách loại bỏ những hạt giống sân hận, oán thù để có được hạnh phúc, an vui. Điều thứ tư là không ghen tuông. Phật dạy là người phụ nữ
phải bỏ dần tính ghen. Ai đã lâm vào ghen là khổ vô cùng, ăn không được, ngủ không được, không làm cái gì yên được, đi đâu cũng quẩn quanh, chỉ nghĩ chuyện ghen tuông đó thôi. Nó bức bối, đau khổ vô cùng, cho nên ta chỉ biết cái ghen là khổ, ta bỏ đi. Điều thứ năm, có lòng nhân hậu bao dung. Lòng nhân hậu, sự bao dung cũng là một trong những loại trang sức tô điểm cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Phật dạy không nên cãi vã mà nên có lòng rộng lượng. Điều thứ sáu, ứng xử có văn hóa. Người nữ nên có hành vi nhã nhặn, không nên thô bỉ quá. Chồng nói một câu mình cũng cãi lại một câu, chồng sắn tay mình cũng sắn tay lên. Qua đây chúng ta thấy, người phụ nữ không nên nóng vội trong giao tiếp mà có hành vi khiếm nhã. Người phụ nữ thông minh là người tinh tế trong giao tiếp và ứng xử hòa nhã trong cuộc sống. Điều đó sẽ giúp họ thể hiện được phẩm chất tốt và trở nên xinh đẹp dài lâu. Điều thứ bảy, tu tập các điều đức hạnh. Người xưa quan niệm, phụ nữ có tứ đức, công, dung, ngôn, hạnh là người hoàn thiện về nhân cách và vẻ đẹp. Ngày nay, chuẩn mực về vẻ đẹp của người phụ nữ ít nhiều đã thay đổi. Tuy nhiên, chữ hạnh vẫn luôn là thước đo thể hiện giá trị của người phụ nữ qua mọi thời đại. Hạnh là đức hạnh đạo đức. Trong xã hội, đạo đức vẫn thường được coi trọng hơn cả. Ở điều thứ bảy, theo lời Phật dạy, thứ bảy là tu tập các điều đức hạnh. Nghe nói đến những điều đức hạnh, mình phải tu tập cho mình thêm lên. Phật giảng giải, thứ tám là phải biết học hỏi để nâng cao kiến thức. Người nữ, nhất là thời đại bây giờ phát triển khoa học, chúng ta cũng nên học hỏi. Đừng cam phận người nữ chỉ là bếp núc nội trợ, mà phải học cho mình nâng cao hiểu biết trình độ lên, nâng cao kiến thức lên để không tụt hậu. Mình tụt hậu thì nói chuyện với chồng cũng không được, nói chuyện với con cũng không được. Cuối cùng mình đã thành bà già lạc hậu, không phù hợp với thời đại. Cho nên phải học hỏi để nâng cao kiến thức. Chúng ta thấy học tập rèn luyện hàng ngày không chỉ giúp người phụ nữ làm mới bản thân mình, tăng thêm tự tin, mà còn hỗ trợ người nữ trong giao tiếp với những người xung quanh. Điều thứ 9, người phụ nữ cần nhớ là đó là luôn nhiệt tình, sốt sắng trong công việc. Điều này thì người phụ nữ hiện đại đang làm rất tốt. Ngày càng khẳng định được bản thân, làm chủ công việc với tinh thần đầy nhiệt huyết. Điều thứ 10, Phật lý giải rằng luôn biết phòng hộ tâm, khôn khéo trong cách ứng xử. Người nữ phải học ứng xử tinh tế, học ăn, học nói. Các cụ dạy, học gói, học mở, học cách ăn nói để làm sao nói cho vừa lòng chồng, vừa lòng cha mẹ, anh em với bạn bè. Người phụ nữ nên trau dồi kiến thức và nhân tâm để ứng xử khéo léo, giúp cho cuộc sống an vui, hạnh phúc. Trong cuộc sống hiện đại, việc học giao tiếp ứng xử khéo léo để cân bằng cuộc sống chính là bước đệm vững chắc giúp cho người phụ nữ tiến gần tới thành công. Điều thứ 11 là có trí tuệ hiểu biết. Phụ nữ nên tích cực trau dồi trí thức. Người nữ đừng bao giờ cam phận mình là nữ thấp kém, mà phải mở mang trí tuệ mình lên. Đi học Pháp cũng là mở mang trí tuệ, mình biết đạo lý, mình nói, có khi chồng cũng chịu, cũng nghe. Chồng mà lấy cô vợ ngu si đần độn, người ta cũng dễ xem thường. Lúc lấy thấy đẹp thì thích, nhưng về ở mà ngu quá, dốt quá, chồng cũng xem thường. Nói mãi không hiểu gì cả, người ta cũng chán. Đến lúc về sau người chồng lại thích một người vợ biết thông cảm, hiểu biết để làm bạn chia sẻ. Một người phụ nữ hiểu biết sẽ có được sự nể phục từ chồng và những người xung quanh.
có thể là người bạn tâm giao chia sẻ cùng chồng. Một người phụ nữ biết tích cực trau dồi kiến thức đạo đức sẽ trở thành người đẹp cả về bề ngoài lẫn nội tâm, nhận được sự yêu mến của mọi người. Mong rằng bài viết này sẽ mang lại những kiến thức bổ ích, trở thành tư lương trên bước đường tu học của Phật tử nữ nói riêng và phụ nữ nói chung, từ đó áp dụng vào cuộc sống để có thêm nhiều lợi lạc. Quý Phật tử và quý tín giả thân mến, Đức Phật dạy rằng cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Kính mời quý Phật tử và quý khán thính giả cùng lắng nghe bài giảng Lời Phật dạy về duyên số, giúp ta hiểu tường tận gốc rễ của hạnh phúc, hợp tan trong tình yêu và cuộc sống. 10 lời Phật dạy về duyên số. Bạn đang bị phản bội. Bạn có một gia đình không hạnh phúc. Bạn có một tình yêu sâu đậm nhưng lại không được cập bến bờ hạnh phúc. Tất cả được giải thích bởi hai từ duyên số. Đừng than thương trách phận, khóc lóc, oán hận cuộc đời, mà hãy tĩnh tâm suy nghĩ đơn giản, bởi cuộc đời hợp tan do duyên nợ. Con người gặp, yêu nhau, hợp tan đều do duyên phận tích từ nhiều kiếp luân hồi. Gặp gỡ nhau trên chặng đường đời, yêu nhau sâu đậm nhưng chẳng đến được với nhau, có thể bởi hữu duyên vô phận, chẳng thể lý giải được điều đó. Bản thân mọi người cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân mình. Có thể yêu nhau, nhớ nhau nhưng không thể gần nhau. Cũng khi không muốn nhưng lại cố tình đeo đuổi, có người níu giữ mà lại chẳng thành. Duyên số trong cuộc đời chẳng ai minh chứng được, nhưng hiểu cặn kẽ theo lời Phật dạy về duyên số, để thấy cuộc sống hợp tan trong tình yêu, cuộc sống của ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Những bài học sâu cay từ lời Phật dạy giúp tuổi trẻ hiểu thấu căn nguyên về tình yêu, sống khát khao, mãnh liệt, ra đi cũng nhẹ nhàng, bình thản. Để có được trọn vẹn hạnh phúc, trọn vẹn yêu thương không hẳn là khó, nhưng sự đời không hữu duyên cũng vui vẻ chấp nhận. Nhưng duyên trong tình yêu phải đi liền với sự thấu hiểu, có trí tuệ, suy nghĩ đúng sai thiệt hơn mới có thể sự sự nhân từ, bác ái. Chính vì vậy, tình yêu có bền lâu được hay không phải nhờ sự thấu hiểu. Ngoài sự thấu hiểu, cuộc sống trong gia đình hay ngoài xã hội cần hội tụ đủ 4 yếu tố: từ, bi, hỷ, xả, để cuộc sống luôn được an yên hạnh phúc. Tình yêu đích thực mang lại cho đối phương cảm nhận được sự sẻ chia, xoa dịu tan biến những đau khổ, bi ai cuộc sống mang lại. Hữu duyên thì thời gian, không gian chẳng là khoảng cách, vô duyên có gặp chăng nữa cũng như không. Nếu duyên số đã gặp ở nhiều kiếp trước, thì ở hiện tại chắc chắn sẽ gặp lại, dù khoảng cách thì thời gian, không gian, nhưng không có duyên nợ với nhau, thì gặp nhau cũng chỉ lướt qua nhau. Vì vậy, cuộc đời này may mắn được gặp nhau, nên mỗi người cần biết trân trọng, yêu thương nhau. Chấp nhất vì yêu, trầm mặc vì hận, thì chỉ như vòng tròn luẩn quẩn. Cho dù tu ba kiếp chung thuyền, chuyển ba tức kinh luân, chung chăn gối, thì chung quy lại
vẫn không thoát khỏi hợp tan của nhân duyên. Trong tình yêu, cuộc sống gia đình luôn oán hận thì chẳng thể sống hạnh phúc với nhau được. Dù cho nhân duyên tu từ nhiều kiếp, tình yêu cần có sự sẻ chia, nhường nhịn lẫn nhau, thì chỉ cần hữu duyên trong cuộc đời là ta đã có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hứa hẹn là một loại chấp niệm. Cả đời đa tình là phúc hay quả đều khiến đôi bên đau khổ. Những kẻ đa tình thường không đáng trân trọng, bởi ta chỉ có một trái tim và chỉ có thể dành cho một người. Vậy tại sao khi đang yêu người này lại có thể buông lơi cho người khác được? Dù biết là duyên số, nhưng với những người hứa hẹn hão huyền thường không biết tôn trọng tình cảm của mình. Thản nhiên, tùy tâm, tùy duyên nhất định gặp được đúng thời điểm, khai hoa nở nhụy, gặp được người đúng hẹn, đúng duyên. Cá nhân mọi người sinh ra đều có số kiếp riêng, gặp nhau, lên duyên với nhau cũng bởi duyên số, được tích tụ từ nhiều kiếp cộng dồn. Hiện tại, hãy sống thản nhiên, an yên, tự tại với cuộc đời. Đến một thời điểm nhất định như lời Phật dạy về duyên số, sẽ khai hoa nở nhụy khi gặp đúng người, đúng thời điểm. Dù qua tuổi xuân thì cũng đừng vội lo lắng, bởi duyên số của ta chưa đến thì mong ngóng cũng chẳng ích gì. Nhưng cũng có rất nhiều người cố chấp níu giữ một tình yêu không phải của riêng ai, để rồi đau khổ, dằn vặt, tự làm khổ chính mình trong cuộc đời. Người đến, người đi, do nhân duyên định đoạt, đừng cố níu kéo để tự làm đau chính mình. Bởi yêu khắc cốt ghi tâm, mà cảm thấy cuộc đời như mơ. Kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần, mới đổi được một lần gặp mặt ở kiếp này. Đừng bỏ lỡ. Theo lời Phật dạy về duyên nợ, ở hiện tại để có thể yêu rồi nên duyên vợ chồng là bởi tích duyên từ nhiều kiếp trước. Kiếp trước chồng bạn đã chôn các bạn tử tế, kiếp này bạn đến để trả mối nợ lương duyên từ kiếp trước. Vì vậy, hiện tại đã thành vợ thành chồng nên trân quý, tôn trọng và vì nhau để cuộc sống gia đình hạnh phúc êm ấm. Những người không tôn trọng, đánh mất nhau thì qua rồi sẽ hối tiếc. Nhân duyên trăm năm, sai trong một phút, quay đầu tìm lại, tình đã thành không. Trong cuộc đời, khi đã quyết định đến với nhau, cần chung tay xây dựng hạnh phúc. Bởi nhân duyên con người không phải ai cũng muốn gặp được thì gặp. Bạn có thể yêu tha thiết người này, nhưng lại đến với người khác chỉ trong phút chốc. Đó không phải là cảm xúc, đó là duyên số được định đoạt sẵn rồi. Khi chọn lựa nhau, thì nên cố gắng vì nhau. Đừng để sai một phút khi quay đầu nhìn lại, đã thành hư không. Yêu rồi biệt ly, quán rồi hội hợp, buông tay về trời, tất cả đều thành hư vô. Có một gia đình nọ, vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, con cháu đề huề. Nhưng một ngày kia, anh chồng sẽ sang hướng khác với người phụ nữ khác, bỏ mặc ba mẹ con và cháu họ ở lại với nỗi buồn, dằn vặt khổ đau. Người đời than trách,
anh chồng tham ngãi bỏ mặc vợ con. Nhưng đâu biết rằng nhân duyên vợ chồng đến đây đã hết, ta lại kiếm tìm một dòng luân hồi mới trong cuộc đời. Hợp rồi tan, cũng đừng oán hận ai, như vậy sẽ chỉ làm khổ mình mà thôi. Hết duyên người đi như một cơn gió, nhẹ nhàng, bình thản, ta tìm cho mình một cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc. Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối. Kiếp trước ngoái đầu 500 lần, đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ. Theo lời Phật dạy về duyên số, vợ chồng phải có mối duyên lành từ ngàn kiếp mới thành. Vì vậy, vợ chồng phải yêu thương nhau, mang đến cho nhau sự sẻ chia, tiếng cười đùa, hạnh phúc. Vợ chồng cùng sống, cùng chết, nháy mắt là thống khổ, nhưng vĩnh hằng là hạnh phúc. Như lời cha ông ta từng răn dạy, thuận vợ thuận chồng, tắc biển đông cũng cạn. Nếu vợ chồng đồng lòng, thì việc gì cũng có thể vượt qua. Khi mới bắt đầu mọi việc có thể khó khăn, nhưng tương lai đón chờ là hạnh phúc, viên mãn. Thế giới biến đổi không ngừng, là yêu thì yêu, cùng ở một chỗ, làm nhau vui vẻ, đừng hỏi là kiếp hay duyên. Ở kiếp này, vợ chồng đến được với nhau, sống hạnh phúc bên nhau bởi kiếp trước gieo duyên lành. Thế giới biến đổi không ngừng, may mắn gặp nhau là sự trân quý, cùng nhau vui vẻ trải qua những tháng ngày hạnh phúc, khổ đau để biết yêu thương, biết chia sẻ. Thế gian trăm ngàn mối duyên, chỉ có một mối duyên thật sự dành cho mình. Phật giáo tin rằng, tu trăm năm mới cùng chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Mối duyên vợ chồng là mối duyên phải vun đắp, cố gắng thật nhiều mới có được. Người ta thường có thói quen cầu xin Phật để tìm được người yêu. Nhưng Phật dạy rằng, dù cầu xin cũng chỉ là xin duyên xin phận, chứ không thể xin người. Mà duyên ấy là do người tự cầu phúc, tự tạo ra. Phật chỉ kết nối, chứ không thể ban cho. Thế gian biển người mênh mông, người với người gặp nhau là duyên tiền định. Yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời đời. Hãy cùng suy ngẫm, áp dụng trong cuộc sống của chúng ta, để ta thấy được tình yêu có sự sẻ chia, thấu hiểu sẽ mang đến một hạnh phúc ngập tràn.